Hoài Linh phẫu thuật ung thư tuyến giáp giữa ồn ào vụ hơn 13 tỷ tiền từ thiện. Sau khi nghệ sĩ Hoài Linh đích thân quay video lên tiếng về mọi vấn đề xoay quanh việc quyên góp từ thiện gần 14 tỷ đồng, cộng đồng mạng vẫn không ngừng tranh cãi về câu chuyện này. Dù đã tung loạt bằng chứng về việc đi làm từ thiện, nhưng netizen vẫn liên tục đặt ra câu hỏi, thắc mắc vì sao nghệ sĩ Hoài Linh lại giữ số tiền đó trong suốt 6 tháng. Cho đến mới đây, đại diện phía nghệ sĩ Hoài Linh đã công khai bệnh án về căn bệnh liên quan đến tuyến giáp. Theo đó, ngày 22 tháng 9 năm 2020, nam nghệ sĩ được người thân đưa vào Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thăm khám sau khi phát hiện điều bất thường ở tuyến giáp. Đại diện nghệ sĩ Hoài Linh cho biết, nam danh hài được chẩn đoán hạch cổ phải theo dõi thứ phát và phù nề phần mềm tại vị trí tuyến giáp. Ngày 24 tháng 9, các bác sĩ làm xét nghiệm và kết quả cho thấy hạch cổ nhóm 2 của Hoài Linh bị di căn 3 hạch cổ trên 5 hạch, trong khi hạch cổ nhóm 6 di căn 2 hạch trên 2 hạch. Sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu theo dõi ung thư giáp thùy phải di căn hạch cổ phải và chỉ định mổ cắt toàn bộ tuyến giáp. Ngày 15 tháng 10 năm 2020, danh hài Hoài Linh được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, đồng thời nạo hạch cổ phải tuyến 2, 3, 4, 5, 6. Sau phẫu thuật sức khỏe Hoài Linh ổn định. Hoài Linh cho biết, sau phẫu thuật đến ngày 19 tháng 10, anh thực hiện xạ trị lần 1 và vài năm điều trị nghỉ ngơi 2 tuần. Đến ngày 13 tháng 4 năm 2021, trước khi định thực hiện một chuyến từ thiện, Hoài Linh vào thuốc lần 2 và cũng phải điều trị 2 tuần, theo nguồn tin từ phía nghệ sĩ Hoài Linh. Ngoài ra, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, Hoài Linh được thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng tại bệnh viện. Được biết, căn bệnh u tuyến giáp ác tính là căn bệnh chiếm từ 5 đến 7% so với tổng số ca mắc u tuyến giáp. Với trình độ y học hiện đại ngày nay, bệnh u tuyến giáp ác tính có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm và có biện pháp điều trị kịp thời. Bệnh không gây ảnh hưởng tới tính mạng của người bệnh nhưng lại ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người bệnh. Thông tin nam danh hài nổi tiếng đang phải điều trị ung thư tuyến giáp nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt đây là giai đoạn có rất nhiều tranh cãi trái chiều liên quan đến khoản tiền hơn 13 tỷ đồng mà các mạnh thường quân đóng góp để Hoài Linh làm từ thiện cho người dân miền Trung trong cơn bão lũ vừa qua. Với những người yêu thương nam danh hài, thông tin Hoài Linh mắc bệnh ung thư thực sự khiến họ lo lắng. Trước đó, đứng trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng về việc từ thiện miền Trung, nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng khẳng định số tiền 14,67 tỷ đồng quyên góp cho đồng bào chịu ảnh hưởng của trận lũ lịch sử vẫn nằm trong tài khoản của nam danh hài. Đồng thời, Hoài Linh cũng đưa ra các bằng chứng cho thấy đã liên hệ đến các địa phương chịu ảnh hưởng của vùng lũ và chuẩn bị công tác từ thiện. Tuy nhiên, chuyến đi đã phải hoãn lại vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm phía trước cổ và quan trọng nhất trong cơ thể. Tuyến giáp tiết ra hormone và được vận chuyển đến các tế bào cơ thể thông qua các mạch máu và giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể phù hợp với môi trường, giữ cho não luôn minh mẫn, tim đập đều. Nếu bộ phận này phải hoạt động quá mức, nó sẽ trở nên suy yếu và không tiết đủ hormone cho các tế bào cơ thể, gây nên một biến chứng như cholesterol tăng cao, gây ra bệnh tim, mệt mỏi, tăng cân, trầm cảm, táo bón.